Thưa các đồng chí, theo truyền thống, tôi sẽ nói vài lời để kết thúc cuộc gặp gỡ của chúng ta. Tôi sẽ nói theo nghĩa rộng, nhưng tôi tin đó là vấn đề chúng ta quan tâm. Ít nhất tôi nghĩ rằng, vấn đề tôi sẽ nói luôn được quan tâm, nhưng đặc biệt là trong tình hình hiện nay. Tôi đã chỉ ra nhiều lần và đã viết trong các bài báo của mình rằng mục tiêu của các kẻ thù chiến lược của chúng ta là làm suy yếu và chia rẽ đất nước Nga. Điều này đã được tiến hành trong nhiều thế kỷ và không có gì mới ở thời điểm hiện tại. Họ tin rằng nước Nga quá rộng lớn và là một mối đe dọa. Đó là lý do tại sao nó phải bị thu nhỏ và chia cắt. Bất cứ nơi nào các bạn nhìn thấy, đây là mục tiêu của họ trong nhiều thế kỷ qua. Tôi sẽ không cung cấp bất kỳ ví dụ nào bây giờ. Bạn có thể tìm thấy chúng trong các tài liệu liên quan. Họ luôn nuôi dưỡng ý tưởng này, kế hoạch kia, hy vọng rằng bằng cách này hay cách khác, họ sẽ thực hiện được mục tiêu đó. Về phần chúng ta đã xa hoặc gần, như luôn theo đuổi một cách tiếp cận hoàn toàn khác và có những mục tiêu khác. Chúng ta luôn muốn trở thành một phần của cái gọi là thế giới văn minh. Sau khi Liên Xô tan rã, điều mà chính chúng ta đã cho phép diễn ra vì một lý do nào đó, chúng ta nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành một phần của cái gọi là thế giới văn minh. Nhưng hóa ra không ai muốn điều này xảy ra, bất chấp những nỗ lực và cố gắng của chúng ta. Và điều này cũng liên quan đến những nỗ lực của tôi, bởi vì tôi cũng đã cố gắng thực hiện những nỗ lực này. Chúng ta đã cố gắng trở nên gần gũi hơn, trở thành một phần của thế giới đó, nhưng không có kết quả. Ngược lại, họ đã cam kết, bao gồm cả việc sử dụng những kẻ khủng bố quốc tế ở Kafka để kết liễu Nga và chia rẽ Liên bang Nga. Không cần phải chứng minh điều này với nhiều người trong khán phòng nữa. Bởi vì các bạn đều biết điều gì đã xảy ra vào giữa những năm 1990 và đầu những năm 2000. Họ tuyên bố lên án Al-Qaeda và các tội phạm khác, nhưng họ coi việc sử dụng chúng trên lãnh thổ Nga là có thể chấp nhận được và cung cấp mọi hình thức hỗ trợ, bao gồm vật chất, thông tin, chính trị và bất kỳ hỗ trợ nào khác, đặc biệt là hỗ trợ quân sự, để khuyến khích những kẻ đó tiếp tục chiến đấu chống lại Nga. Chúng ta đã vượt qua giai đoạn phức tạp đó trong lịch sử của mình nhờ người dân Kafka, nhờ người dân Chechnya và nhờ chủ nghĩa anh hùng của các quân nhân của chúng ta. Chúng ta đã vượt qua những thử thách đó, phát triển mạnh mẽ hơn trong quá trình này, trưởng thành từ đó, như người ta vẫn nói, không xúc phạm bất kỳ ai. Nhưng tôi vẫn sẽ nói rằng các đối thủ địa chính trị của chúng ta bắt đầu sử dụng mọi cơ hội mà họ có thể theo đuổi. Chương trình nghị sự của họ, họ bắt đầu tẩy não mọi người trên khắp không gian hậu Xô Viết, chủ yếu ở Ukraine, và họ đã khá thành công trong việc đó và đã chuẩn bị kỹ lưỡng, vì từ thời Xô Viết họ đã có toàn bộ các tổ chức làm việc về những vấn đề này. Sau cuộc đảo chính chính phủ năm 2014 ở Ukraine, hãy để tôi nhấn mạnh rằng chúng ta đã dành nhiều thập kỷ để cố gắng cải thiện quan hệ của mình trong môi trường địa chính trị mới. Chúng ta đã làm mọi cách để xây dựng không chỉ quan hệ láng giềng mà cả quan hệ anh em. Chúng ta cho họ vay tiền và cung cấp cho họ các nguồn năng lượng. Điều này kéo dài trong nhiều năm. Hãy để tôi nhắc các bạn rằng, khi Liên Xô tan rã, Ukraine đã rút khỏi liên bang. Trong tuyên ngôn độc lập, tôi nghĩ, tôi thực sự chắc chắn rằng hồi đó, giới lãnh đạo Nga đã cân nhắc điều này. Ukraine đã biết rằng họ là một quốc gia trung lập. Vì lý do này, chúng ta có thể hiểu tại sao các nhà lãnh đạo Nga vào thời điểm đó không nhìn thấy những mối đe dọa này. Họ coi Ukraine là một quốc gia trung lập, một quốc gia anh em, chia sẻ một nền văn hóa với chúng ta. Cũng có các giá trị tinh thần và đạo đức chung và một quá khứ chung. Họ không thấy bất kỳ mối đe dọa nào. Tuy nhiên, các đối thủ của chúng ta vẫn kiên trì nỗ lực và chúng ta phải công nhận rằng họ đã thành công. Có vẻ như chúng ta đã đặt hy vọng vào những nỗ lực cải thiện những mối quan hệ này, nhưng chúng tỏ ra không hiệu quả và không đạt được mục tiêu mong muốn. Hãy để tôi nhấn mạnh rằng chúng ta không có gì để tự trách mình. Tôi nói điều này với đầy đủ trách nhiệm. Các bạn biết quan điểm của tôi về vấn đề này. Chúng ta luôn đối xử với người dân Ukraine như một quốc gia anh em. Tôi vẫn nghĩ theo cách này. Tất nhiên, những gì đã xảy ra là một bi kịch. Đó là bi kịch chung của chúng ta, nhưng nó không phải là kết quả của chính sách của chúng ta. Ngược lại, nó là kết quả của chính sách được thực hiện bởi các nước khác, bởi các nước thứ ba, những nước luôn mong muốn chia rẽ thế giới Nga. Họ đã thành công ở một mức nào đó và đẩy chúng ta đến bờ vực như hiện nay. Vì vậy, sau cuộc đảo chính năm 2014, tôi sẽ không nói về những lý do đằng sau cuộc đảo chính này và sẽ chỉ nói rằng đó là điều không thể chấp nhận được. Chắc các bạn còn nhớ, vào tháng 2 năm 2014, ba ngoại trưởng Ba Lan, Pháp và Đức đã đến Kiev và ký tên với tư cách là những người đảm bảo cho một thỏa thuận giữa phe đối lập và chính phủ đương nhiệm. Cuộc đảo chính diễn ra vài ngày sau đó, mọi người đều quên mất những đảm bảo này,
như thể chúng chưa từng tồn tại. Điều gì nên được thực hiện thay thế tất cả những gì họ làm và nói? Các bạn, chúng tôi là những người bảo lãnh và là các nước lớn ở châu Âu. Vì vậy, hãy quay lại bàn đàm phán, đi bỏ phiếu và giải quyết vấn đề quyền lực bằng các thủ tục chính trị. Đó là tất cả những gì họ phải làm. Mọi người đều nhận ra một cách hoàn hảo rằng, dù tốt hay xấu, chính phủ khi đó chắc chắn sẽ thua trong cuộc bầu cử. Đặc biệt là vì Tổng thống khi đó đã đồng ý với hầu hết mọi yêu cầu của phe đối lập, bao gồm cả bầu cử sớm. Và khi tôi hỏi những người được gọi là đồng nghiệp của chúng tôi, tại sao lại cho phép đảo chính xảy ra? Họ không có câu trả lời. Họ chỉ nhún vai và nói rằng nó chỉ xảy ra thôi. Bằng cách đó, họ cho chúng ta biết rằng không có lực lượng thân Nga nào và tất cả các chính trị gia, nhà báo hay nhân vật của công chúng, những người thậm chí hơi ủng hộ việc phát triển quan hệ với Nga, chỉ đơn giản là bị giết trên đường phố và không ai nghĩ đến việc điều tra bất cứ thứ gì. Rõ ràng là chúng ta không có bất kỳ cơ hội nào, đơn giản là không có bất kỳ cơ hội nào để khôi phục quan hệ với phần này của đất nước chung trước đây của chúng ta. Không đời nào. Trên thực tế, họ đã sử dụng khủng bố một cách trơ trẽn và trơ trẽn. Việc tẩy não công dân Ukraine với hệ tư tưởng tân quốc xã và chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã diễn ra trong nhiều thập kỷ và đã hoàn thành công việc của chúng bằng cách này hay cách khác. Điều chủ yếu là gì? Các thuộc hạ của Hitler được nâng lên thành anh hùng dân tộc và dường như không ai quan tâm, không ai thấy đó là vấn đề. Thật vậy, họ là những người theo chủ nghĩa dân tộc, nhưng ở bất kỳ quốc gia nào cũng có những người theo chủ nghĩa dân tộc, và chúng ta cũng có. Nhưng chúng ta đang chống lại những biểu hiện của chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa quốc xã. Chúng ta không nâng nó lên thành hàng ngũ chính sách quốc gia, trong khi ở Ukraine, họ làm và mọi người giả vờ không nhận thấy điều đó. Chủ nghĩa dân tộc dường như không phải là điều xấu vì nó liên quan đến đấu tranh cho lợi ích quốc gia. Nhưng thực tế là điều này được thực hiện trên cơ sở của hệ tư tưởng quốc xã. Và tân quốc xã đơn giản là đã bị bỏ qua. Họ đi lại với những hình chữ thập ngoặc ở khu vực trung tâm của các thành phố lớn, bao gồm cả thủ đô, và họ làm cho nó trông như thể không có gì bất thường. Tại sao? Bởi vì đó là cách tiếp cận tương tự mà họ đã sử dụng trong những năm 1990 và đầu những năm 2000 với những kẻ khủng bố quốc tế chống lại Nga. Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng họ không quan tâm rằng đó là những kẻ khủng bố quốc tế được công nhận. Họ không quan tâm bởi vì họ đã sử dụng chúng để chống lại Nga. Bây giờ cũng vậy, tân quốc xã được sử dụng để chống lại Nga. Không ai quan tâm đến sự thật rằng họ là những người theo chủ nghĩa tân phát xít. Điều quan trọng với họ là những người này đang chiến đấu chống lại Nga. Nhưng chúng ta thì quan tâm. Sau đó, rõ ràng là một cuộc đụng độ với các lực lượng này, bao gồm cả ở Ukraine, là không thể tránh khỏi. Câu hỏi duy nhất là khi nào? Các hoạt động quân sự và chiến sự luôn đi kèm với bi kịch và mất mát về nhân mạng. Chúng ta nhận thức được điều này, nhưng vì nó là không thể tránh khỏi. Tốt hơn là làm điều đó ngày hôm nay hơn là ngày mai. Tôi nghĩ rằng mọi người trong số khán giả ở đây hiểu rõ những gì tôi đang nói, bao gồm cả tình trạng lực lượng vũ trang của chúng ta và sự sẵn có của các loại vũ khí tiên tiến và các thiết bị khác mà chúng ta có nhưng các nước khác thì không. Tất cả những điều trên mang lại cho chúng ta một biên độ an toàn nhất định. Chúng ta biết lợi thế của mình, bộ ba hạt nhân, lực lượng hàng không vũ trụ, hải quân trong một số phân đoạn nhất định, vân vân. Chúng ta biết điều này, chúng ta có tất cả và tất cả đều ở trạng thái phù hợp. Chúng ta cũng thấy những gì chúng ta cần làm để cải thiện lực lượng vũ trang, bao gồm lực lượng trên mặt đất, phản pháo, hệ thống thông tin liên lạc, v.v. Mọi người trong phòng họp này đều hiểu tôi đang nói gì và tôi chắc chắn các bạn đồng ý với tôi. Có một điều tôi muốn nhấn mạnh. Chúng ta ở Nga có rất ít quốc gia như vậy trên thế giới và chắc chắn không phải là các nước láng giềng của chúng ta. Những người sẽ sớm không còn gì ngoại trừ các khoản trợ cấp từ nước ngoài như tiền, vũ khí, đạn dược. Chỉ các khoản trợ cấp, mọi thứ hoàn toàn khác ở Nga. Chúng ta có mọi thứ. Tôi muốn nhấn mạnh điều này. Chúng ta có tất cả mọi thứ. Chúng ta có các nguồn lực để xây dựng tiềm năng này. Và chúng ta chắc chắn sẽ làm điều này mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào. Hơn nữa, không giống như nhiều quốc gia khác. Như tôi đã nói, chúng ta sẽ dựa vào nguồn lực khoa học, công nghệ, sản xuất và nhân sự của chính mình. Tôi muốn nhấn mạnh điều này. Hơn nữa, chúng ta sẽ đạt được các mục tiêu của mình mà không gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế hoặc phát triển xã hội, đồng thời hoàn thành tốt các nghĩa vụ xã hội đối với công dân của mình. Tất cả các kế hoạch được vạch ra ở đây, tất cả các mục tiêu dài hạn của chúng ta sẽ đạt được và tất cả các kế hoạch sẽ được thực hiện. Chúng ta sẽ không lặp lại những sai lầm trong quá khứ khi chúng ta làm tổn hại đến nền kinh tế của mình để tăng cường khả năng quốc phòng. Bất kể điều đó có được đảm bảo hay không,
Chúng ta sẽ không quân sự hóa đất nước hoặc quân sự hóa nền kinh tế, chủ yếu bởi vì chúng ta không cần phải làm điều đó ở mức độ phát triển hiện tại và với cấu trúc của nền kinh tế mà chúng ta đang có. Một lần nữa, chúng ta không có ý định và chúng ta sẽ không làm những việc mà chúng ta không thực sự cần, gây bất lợi cho người dân và nền kinh tế, lĩnh vực xã hội của chúng ta. Chúng ta sẽ cải thiện lực lượng vũ trang nước Nga và toàn bộ thành phần quân sự. Chúng ta sẽ làm điều đó một cách bình tĩnh, thường xuyên và nhất quán, không vội vàng. Chúng ta sẽ đạt được các mục tiêu tăng cường khả năng quốc phòng nói chung cũng như đáp ứng các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Tôi đồng ý với các đề xuất của các bạn về những thay đổi cơ cấu tiếp theo trong lực lượng vũ trang, nhưng tôi yêu cầu báo cáo lại sau cuộc thảo luận tại cuộc họp hội đồng và chúng ta sẽ nói chi tiết về vấn đề này. Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì những nỗ lực mà các bạn đã bỏ ra và để chia sẻ niềm tin của tôi với các bạn. Các bạn cũng cảm nhận được điều đó, tâm lý chung trên khắp nước Nga. Cả nước đang hướng về lực lượng vũ trang. Chúc các bạn thành công và may mắn. Và chúng ta chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được tất cả các kết quả mà chúng ta đã lên kế hoạch và mọi thứ các bạn đang xây dựng và báo cáo với tôi. Tôi không nghi ngờ gì rằng tất cả mục tiêu mà chúng ta đặt ra chắc chắn sẽ đạt được. Xin cảm ơn tất cả những điều tốt nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.